Ủa Bi, sao con khóc à? Thỏ Bi mất tiêu rồi hả? Ngộ mắt rồi hả? Chợ đi kia Kỳ kiếm thỏ đi. Chợ các bạn ơi, thỏ chạy mất tiêu rồi. Trời, các bạn ơi, bạn Kiệt bắt được con chuột chuông rồi, nó bay luôn rồi. Rồi bây giờ mình đi kiếm thỏ con nha. Tự nhiên thỏ đi đâu mất tiêu rồi? Thỏ đâu rồi? Đâu? Trời ơi, con thỏ con kìa các bạn ơi. Rồi qua bạn thỏ con này các bạn ơi. Rồi đi kêu trường đi lấy cái lồng đi, bỏ con thỏ vô. Trời ơi. Wow. Ủa cái gì vậy? Trời ơi các bạn ơi, bạn thỏ con đi ra ngoài lụm kẹo ăn nè. Trời ơi, một hũ kẹo ngon dữ hả? Còn nữa hả, cái gì vậy? Trời ơi, quách là đồ chơi luôn. Bạn Kiệt ơi, lấy cái giỏ đựng vô bạn Kiệt ơi. Trời ơi. Rồi lấy cái giỏ đựng vô. Wow, đây các bạn ơi, lụm được đồ chơi gì vậy bạn Bin? À. Wow, đồ chơi bánh pizza với kem hả? Với một hũ kẹo màu nha, rồi đi tìm cái còn nữa không? Oh, wow, một cái trứng hai màu luôn hả? Trời ơi, trời, cái đồ đó nặng quá hả? Cái gì nữa nè? Cái gì vậy? Wow, một bộ đồ chơi xe nha. Rồi bỏ vô luôn. Còn nữa không? Rồi đi tìm tiếp nha. Cái gì nữa hả? Trời ơi, một cái quả trứng nữa hả? Đây các bạn ơi, một quả trứng hai màu, màu cam với màu xanh nữa nha. Rồi qua cái gì vậy? Trời ơi các bạn ơi, một cái kẹo nè. Ủa kẹo gì vậy? Kẹo bò. Kẹo bò hả? Trời quá trời kẹo luôn vậy. Trời kẹo gì nữa hả? Ờ hủ cốm nè. Rồi kẹo gì nữa hả? Trời kẹo màu nha. Quá gì kẹo đâu mà quá trời vậy. Trời bạn Bin bỏ sót một cục kẹo gì vậy? Kẹo con bò hả? Wow, kẹo ốc nữa hả? Trời ơi, kẹo quá trời luôn các bạn ơi. Wow, có hủ cốm luôn nha các bạn. Wow, hủ cốm màu luôn. Wow, kẹo gì nữa hả? Trời ơi, cái kẹo bảy màu luôn hả? Ừ. Trời ơi các bạn ơi, bạn Kiệt với bạn Bin đi tìm thỏ mà giờ tìm quá trời đồ chơi kẹo luôn. Giờ đi về nhà gỡ ra thử nha. À, đi về thôi. Trời các bạn ơi, bây giờ bạn Bin với bạn Kiệt sẽ mở đồ chơi ra nghe. Wow, quá trời kẹo luôn. Trời, bạn Bin mở cái trứng khủng long ra rồi hả? Có con gì trong đó hả? Có một con khủng long. Và một con khủng long màu đỏ nè. Ơ kẹo gì lạ chứ hả? Dẻo. Ôi có cây đèn pin nữa hả? Đây cây đèn pin nè. Kẹo dẻo nha các bạn. Quá wow, kẹo dẻo ba màu luôn, ngon dữ hả? Từng góp, mình có thể tắt ra từng góp ăn nha các bạn. À, bạn Bin con ăn cái gì hả? Đâu, đổ ra cho bác Hành coi chứ. Quá wow, đây các bạn ơi, đây là kẹo màu nè. Wow, trời ơi, kẹo trái cây màu, có trái chuối, trái dâu luôn. Wow, ngon quá. Bỏ vô trứng nha, bỏ vô trứng đi. Rồi, trời ơi, kẹo gì mà nhiều kẹo dữ hả? Kẹo có hình con bò. Đây các bạn ơi, kẹo hình một con bò nè. Đây các bạn ơi, kẹo cớm đâu rồi? Ủa bạn Bin con lấy cục kẹo cái cớm đây rồi hả? Trời ơi các bạn, bạn Bin gỡ một hũ kẹo cớm ra nghe, còn thêm một hũ nữa hả? Kẹo cớm hình con thỏ luôn hả? Đây, kẹo cớm hình con thỏ luôn nè. Rồi gỡ. Rồi, mở cho bạn Bin nha. Ê, Bin Kiệt mở đi. Rồi anh Kiệt mở hộp kẹo cớm ra đi. Kẹo cớm á hả? Wow. Rồi bỏ vô trứng cho bạn Bin luôn kìa. Trời ơi đẹp dữ hả? Ăn thử đi bạn Bin. Trời ơi, ngon không? Ngon các bạn ơi. Trời, kẹo trộn chung luôn hả? Đẹp không? Wow, trộn chung mấy cái kẹo với nhau luôn nè. Đẹp ghê chưa? Rồi bây giờ mình coi mấy cái này nghe. Wow, có kẹo hình con gấu trúc nữa nè. Đây kẹo, kẹo này kẹo gì ta? Kẹo múc hình trái tim nha, hình cầu vòng luôn. Đây có kẹo bảy màu luôn, ba màu luôn chứ.
bên bao nhiêu màu ta? À này, kẹo, kẹo trái cây, 5 loại kẹo trái cây luôn nè. Gỡ ra coi bên trong nó có mấy màu nha. Chưa, cũng lâu ăn kẹo luôn hả? Cũng lâu ăn kẹo được không? Ăn được hả? Wow, trời ơi các bạn ơi, đây là kẹo Mentos nha. Bên trong nó có rất là nhiều màu nè. À, cũng long ăn hả? Đâu, cũng long ăn đâu. Wow, cũng long ăn kẹo gì? Wow, trời ơi, trời, có cục kẹo màu hồng, màu xanh, màu vàng luôn nè. Trời, ngon quá, cho băng pin cục cho khủng long ăn nè. Đây, cho một cục kẹo này cho khủng long ăn nha. Rồi, ăn thử một cục kẹo màu hồng đi các bạn ơi, ngon lắm á. Đây, mình ăn thử cục kẹo màu hồng coi nha. Bạn Kiệt sẽ mở đồ chơi ra nha. Đâu, đồ chơi đâu rồi? Đây, ai mở cái này? Rồi, bạn pin sẽ mở đồ chơi cái bánh pizza với chú thử hở nấu ăn nha. Còn bạn Kiệt sẽ mở xe ra. Wow, để coi xe gì đó ta. Mình có xe gì vậy bạn Kiệt? À, một cái xe cứu thương nè. Rồi, xe gì nữa? Xe cảnh sát các bạn ơi, bố lý nè các bạn ơi. Xe cảnh sát hả? Đây, mình có hai chiếc nha các bạn. Hai xe cảnh sát nè. À, cái này xe tải cũng cảnh sát luôn. Đây là nguyên bộ đồ chơi xe cảnh sát nha các bạn. Đây xe cứu hỏa luôn. Đây xe cứu hỏa màu đỏ. Đây là xe, xe cứu thương màu vàng nè. À, xe riết màu vàng luôn. Xe màu xanh lá cây. Trời, xe màu đỏ nhiều quá. Có xanh nước biển với màu đen nữa. Wow, trời ơi, cái kem gì mà bự dữ rồi băng pin. Kem gì vậy? Ăn thử coi. Ngon không? Ngon quá hả? Trời, bánh này bánh gì vậy băng Kiệt? Pizza. Rồi bây giờ mình lấy cái dao mình cắt cái bánh pizza. Đó, cái ra mình nha. Dùng cái này mình cắt nha các bạn. Ủa, cái đó cái gì vậy? Cái đồ mình cắt bánh pizza. À, cái bánh xe cắt bánh pizza hả? Rồi bỏ vô dĩa đi cho anh Kiệt một cái đi. Rồi lấy đầu gấp ra. Đây, một cái bánh pizza ngon quá. Ngon lắm nha các bạn. Cho băng thỏ ăn chứ. Động viên cho băng thỏ ăn cục kẹo đi. Có kẹo không? Kẹo hả? Ừ. Có ăn rồi, ăn hết rồi. Trời, mình có cái kem gì nữa hả? Wow, màu. Một cái kem, kem sữa, kem dâu nha. Trời, cái bình nước ngọt nữa nè. Đây là cái bình tương để xịt pizza nha các bạn. Wow, bình cái này là tương hả? Trời ơi các bạn ơi, cái này là tương nha, tương chứ không phải là mình nước ngọt. Trời ơi, cái này chú gì vậy Bin? Chú làm pizza. Chú làm pizza. À, chú nấu ăn á, chú làm bếp á. Xe có thể chạy, kéo là kéo xuống sau sẽ chạy nha các bạn. Wow, xe này là kéo ngược về sau nó chạy được luôn các bạn ơi. Hay quá. Wow, trời ơi, cái này gì vậy? Trứng gì là lạ vậy? Trời ơi, một cái trứng chưa mở nữa nè. Trời ơi, mở nghe. Ủa, lạ quá, hai màu luôn. Trời ơi, dành luôn hả? Rồi, cho băng pin mở đi. Trời ơi, bể, rớt trứng, quên, rớt cái bánh pizza hết rồi. Rồi, xếp lại nha băng Kiệt ơi, xếp lại đi. Xếp bánh pizza lại. Cho băng Kiệt mở trứng đi. Một cái trứng... Cho băng pin mở trứng nha các bạn, không phải là mình nha các bạn. Một quả trứng đồ chơi màu hồng với màu vàng nha. Wow, đẹp quá. Wow, wow, cái gì bên trong hả? Đây các bạn ơi, trời ơi, lại một con khủng long màu đỏ nữa. Ở cái này có 4 cục kẹo luôn. À, trứng này không quên, không có hình dáng ta. Trời ơi, cho băng thỏ ra đi chơi luôn hả? Có thì mẹ thỏ bị lạc nữa đó, bạn Viên ơi. Đây các bạn ơi, như vậy là video thỏ con phiêu lưu ký đi tìm đồ chơi với kẹo đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha, bye bye nha.